Hello, xin chào anh em. Hôm nay rảnh rảnh và đẹp trời thì mình mang một số em út ra để tắm tát cho nó sạch sẽ. Đây là Lamy 2000 này. Em nhỏ nhắn xinh xắn này là Pelican M400. Còn nước đây, lau. Ok. Đấy. Em này thì vệ sinh rất là dễ. Lắp ngoài vào. Pelican mạ vàng, lúc nào chất lượng đẹp thật. Khoảng một từ chất lượng á. Đây rồi. Còn đây chính là bộ ngòi của Pilot Custom 742. Cái này thì mình có review rồi ạ. Ok, lắp vào là đây. Tiếp theo sẽ là quả ngòi rất là đỉnh cao đến từ Siler 911 Pro Gear. Chất lượng luôn. Siler thì con vô tư nó khá là nhỏ, chỉ được như vậy thôi. Đó. Cơ mà đâu đó cũng phải 1 lít một cái con vô tư này. Hơn 1 lít chút xíu thì phải. Bù lại thì nó rất là mượt mà. Ok. Vẫn còn khá là nhiều nước ở đây. Không biết có thể mở ra lau nhưng mà nó sợ nó lại hết chơi. Ok, vậy là ổn rồi. Đặc điểm của dòng Pro Gear thì nó sẽ có một cái phần top này, hai cái phần top này nó sẽ khá là flat. Đó. Nhìn nó hơi ngắn một chút và hơi nam tính một chút. Logo Siler ở cái đỉnh top này, đẹp.
rất là đẹp. Và cuối cùng ở đây là một trong những cây mà mình cũng khá là thích, cũng là một dòng xay lơ 911 nữa, nhưng mà đây là dòng đó, nó không phải là pro nên nó hơi nhỏ, nó chỉ là dòng thường thôi, nó hơi nhỏ một chút, nhưng mà cái ngòi của nó là ngòi của các cái bản cũ ngày xưa nhé. Hiện nay cho đến nay thì có Sailor 911 có hai loại ngòi, hai loại ngòi họa tiết nó rất là khác nhau. Và cái ngòi hiện đại như cái bản lúc nãy mình cho xem, cái ngòi thời hiện đại nó sẽ này, nó rất là đẹp, khá là nhiều chi tiết và nhìn nó như và nhìn nó nhọn hơn như một cái thanh katana vậy. Còn ở cái bản cũ này thì nó ít nhọn hơn một chút, nhìn nó kiểu măng tre hơn một chút, và cái họa tiết của nó thì cũng đơn giản hơn, nhưng đều rất là đẹp. Và cái ngòi bản nhỏ này mình có là cái ngòi short nhá, short và size là M, không biết là có nhìn rõ không, nhìn ngòi short và size M. Nên đây là một trong những cây mà mình khá là thích dùng. Cảm giác viết nó khá là thú vị, cho nét cũng ok. Ok, có điều kiện thì mình sẽ review chi tiết từng cây cho anh em. Và chung cuối, nhân vật chính mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay chính là cây này, Pelican M600 với cái màu triple green. Đây là một cây bút mà đây là một trong những cây bút mà mình yêu thích nhất và sử dụng nó viết thường xuyên nhất. Nó cực kỳ phù hợp để viết hàng ngày. Và cái ngòi của nó đang có đây là ngòi EF. Ngòi EF của Pelican phải nét của nó phải tương đương với ngòi M của Sailor. Tương đương luôn. Về cái cây này thì phải nói là đầu tiên là về thiết kế của nó rất là, anh em có thể xem này, nó dù nó đã qua rất nhiều thời gian rồi nhưng mà cái chất nhựa của nó cực kỳ là bóng, đẹp và không hề bị xước. Mặc dù mình suốt ngày để nó bên ngoài thôi, không cần phải cho vào hộp bảo quản gì cả, để nó bên ngoài suốt rất là đẹp. Và cái kiểu thiết kế của nó là kiểu ống thẳng như này, nhìn nó khá là nam tính như một chiếc gậy của Tôn Ngộ Không vậy, chứ nó không như điếu xì gà như những cái con này đó. Nhìn nó nam tính và vẫn rất là cổ điển. Mạ vàng thì phải nói là chất lượng mạ của vàng của Pelican thì không thể chê vào đâu được, qua thời gian rất là dài nó vẫn rất là đẹp, bóng bẩy sáng loáng luôn. Mình rất là thích cái nhựa của Pelican này, đẹp dã man. Các cái vòng vàng mạ phải nói là chỉnh chu, thiết kế hoàn thiện, cực cao, cân đối, nó phải cực kỳ là cân đối nhé. Anh em xem mọi góc cạnh đi, một cái hình trụ rất là hoàn hảo luôn. Đẹp, thực sự là rất là đẹp và đáng tiền. Và con này thì cơ chế bơm mực của nó sẽ là cơ chế piston. Đấy, này mình vừa viết hết mực xong nên là có thể demo thoải mái đó. Quả clip đỉnh cao. Ngòi của nó sẽ là ngòi bằng vàng 14K nguyên khối. Họa tiết nhìn nó không quá là cầu kỳ nhưng mà rất là nghệ và đẹp. Anh em xem chất ngòi Pelican này. Và đây là một trong những cái ngòi mà mình đánh giá là hoàn hảo nhất trong các cái hãng bút